Xin chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi một cái màn đó là đại hạ giá cho tất cả những anh em chơi cái dòng rim lửa hai cuộn nha anh em nhá. Đại hạ giá là sao? Là mình bán giá siêu rẻ luôn ha, nói thẳng như vậy đi cho nó nhanh anh em ạ. Thì trong cái mùa này thì mình biết là kinh tế nó cũng khó khăn và nhiều người thì lại cần có những cái món đồ rẻ, thì chính vì vậy là bên mình quyết định là mình sẽ cố gắng mình bán những cái sản phẩm mà có cái mức giá rẻ nhất cho những anh em mà chúng ta thực sự cần. Thì ở đây mình có mua một combo 3 nắp nha, 3 nắp nồi rim Thái nha, nắp nồi này mang cá và nắp lửa nha. Đấy, nắp lửa made in Japan nha anh em nha, nắp này nắp zin nha anh em, khỏi nắp tào lao nha, nắp zin. Rồi lửa này, lửa hai cụ nha. Thì nắp nồi, nắp lửa và mang cá kèm theo nguyên một bộ lửa của rim Thái luôn nha anh em nha. Để mình qua cho anh em xem luôn bộ lửa rim Thái này. Đấy, bộ lửa rim Thái này nha, dây nhựa là đúng rim Thái nha. Dây này là dây rim Thái nha anh em nha, dây là đầu dắt dắt rim Thái nha chứ không phải dắt tàu lao nha. Đấy. Qua lăng là đúng qua lăng rim Thái nè. Đó, qua lăng rim Thái là ở trong là em ăn nó sẽ như vậy nha anh em nha, chứ không phải là em ăn mà cục cục giống kiểu kia nha. Em ăn nó là nguyên cái ốc bên trong luôn. Rồi. Đây. Dĩa đề là dĩa rim Thái luôn ha. Dĩa rim Thái luôn, dĩa GB6 luôn, GB4 luôn. Đây. Đấy, GB4 nha, đúng rim Thái nha. Rồi, thì bộ lửa này cùng với lại ba nắp này mình bán nguyên combo nha anh em, không bán lẻ nha. Thì bộ ba nắp rim Thái cũng như là bộ lửa này mình bán cho anh em giá cực kỳ ưu đãi luôn, 1.900.000 nha anh em nha. Như anh em nào mà từng coi bên mình bán hàng ấy, anh em sẽ biết là bộ lửa này cái qua lăng đẹp như vậy nha anh em. Này, qua lăng rất là đẹp này. Qua lăng rất là đẹp nha. Thì qua lăng này bình thường qua lăng với lại lửa, lửa là phải lửa hai cuộn nha anh em, lửa hai cuộn ở đầu nha, chứ mà là lửa sáu cuộn. Đó, thì bộ lửa này gồm có nguyên bộ này, combo này gồm có nắp nồi, nắp lửa mang cá cũng như là bộ lửa, kèm theo đó luôn là nhựa thớt đề và dĩa đề nha, đầy đủ. Qua lăng là bao anh em sử dụng ngon lành nha. Qua lăng này chạy rất ok nha anh em nha, qua lăng nó còn rất là mới này, bảy màu ống ánh luôn. Đó, thì bộ lửa này mình bán cho anh em và kèm theo ba nắp bán cho anh em giá 1.900.000 nha, rất là rẻ luôn. Cái giá này thì bình thường anh em chưa mua được một bộ lửa nguyên vẹn như vậy nữa ha. Thì bộ này nó chỉ có một cái nhược điểm là cái nắp nồi nó đã bị gò lại chỗ này rồi nha anh em nha, gò một xíu chỗ này rồi, còn lại trong bản hoàn toàn bình thường nha. Tặng anh em luôn ti thăm nhớt cũng như là cái con ốc Barbie nha. Ti thăm nhớt này bình thường bán 100.000 một cây là của rim Thái này, đúng không này. Và cái ốc Barbie này bình thường cũng là 100.000 một con nữa, là tặng anh em thêm 200.000 luôn. Tại vì đợt này mình biết là rất là nhiều anh em cần mua, nhưng mà cái điều kiện kinh tế có thể là nó không được như cái lúc chưa có dịch, cho nên là chúng ta sẽ cần những món hàng giá rẻ hơn và chất lượng thì vẫn như vậy nha. Rồi, anh em có nhu cầu có thể liên hệ với shop phụ tùng Trần Đạt, số điện thoại 0915 434 973 anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em những clip tiếp theo.